quán tất cả pháp viễn ly là không pháp chẳng viễn ly cũng là không quán tất cả pháp quá khứ là không pháp vị lai hiện tại cũng là không quán tất cả pháp thiện là không pháp bất thiện vô ký cũng là không quán tất cả pháp dục giới là không pháp sắc vô sắc giới cũng là không quán tất cả pháp học là không pháp vô học phi học phi vô học cũng là không quán tất cả pháp kiến sở đoạn là không, pháp tu sở đoạn phi sở đoạn cũng là không, quán tất cả pháp hữu là không, pháp vô phi hữu phi vô cũng là không. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, quán tất cả không pháp như thế. Trong các không pháp hoàn toàn không có sở hữu, thì ai chìm, ai đắm, ai sợ, ai kinh, ai nghi, ai ngại, vì vậy, này kiểu thi ca, các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, đối với pháp tánh sâu xa, tâm chẳng chìm đắm, chẳng sợ, chẳng kinh, không nghi, không ngại là việc dĩ nhiên. Khi ấy, trời đế thích, thưa thiện hiện, như tôn giả đã nói, tất cả đều nương vào không, vì vậy đã nói thường không trở ngại, thí như dùng tên bắn lên hư không hoặc gần hoặc xa đều không trở ngại điều tôn giả nói cũng lại như thế